Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực tỉnh ủy họp về công tác phòng chống lụt ngập úng và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Bí thư tỉnh ủy kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống lũ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn kiểm tra đôn đốc phòng chống lũ. Các địa phương tập trung các lực lượng di rời và hỗ trợ người dân vùng ngập nước lũ. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, 12 giờ trưa nay, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị về công tác phòng chống lụt ngập úng và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị tập trung bàn về phương án ứng phó trong bối cảnh lũ trên sông Hồng và sông Luộc tiếp tục dâng cao, trọng tâm là vấn đề di chuyển người dân và tài sản trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, bố trí nhân lực, vật liệu để xử lý các sự cố, đảm bảo an toàn đê điều, vấn đề chống úng, ngập tại các khu vực nội đồng, công tác hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các địa phương dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết, tập trung tối đa nhân lực, vật lực để ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ. Bên cạnh lực lượng vũ trang, cần huy động thêm nhân dân, đội ngũ, công viên chức tại các cơ quan, đơn vị sẵn sàng tham gia chống lũ khi cần thiết, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nắm bắt tình hình mưa lũ. Đồng chí cũng phê bình cấp ủy chính quyền một số địa phương còn chủ quan chậm trễ trong công tác ứng phó với mưa lũ. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh hai nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là di dời người dân và tài sản ở khu vực nguy hiểm, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống đê điều. Trong ngày hôm nay phải di dời hết dân ra. Bên cạnh cái sự tuyên truyền vận động thì nhất định là phải dùng các biện pháp cưỡng chế người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Phải xác định được các cái vị trí cho người dân tránh lũ. Các nhà cao tầng, các cơ sở giáo dục đào tạo không đáp ứng nổi thì phải báo cáo lên tỉnh để có phương án về hỗ trợ, để phân tuyến, phân luồng cho người dân đến cái nơi mà tránh lũ. Vẫn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối đê điều. Tôi đề nghị các đồng chí tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các tuyến đê. Trọng tâm, trọng yếu vẫn là 15 điểm mà chúng ta đã xác định được ở trong phương án 82 của Ủy ban dân tỉnh. Sẵn sàng vật tư, vật liệu, rồi trang thiết bị ứng phó kịp thời. Mình có mấy cái cầu bắc qua cũng phải rà soát đánh giá sức chịu đựng của các cầu ấy trong trường hợp một lũ sông Hồng, sông Luộc nó lớn như thế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các điểm sơ tán người dân phải đảm bảo hậu cần, Sở Công Thương đảm bảo về lương thực, thực phẩm, nước sạch, nhu yếu phẩm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động tiếp nhận và cứu trợ những trường hợp khó khăn. Ngành y tế đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh trong và sau lũ. Quan điểm của tỉnh là đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho nhân dân. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chủ động phòng chống lũ lụt và tặng quà một số hộ dân bị ảnh hưởng do hậu quả của đợt lũ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tại xã Tân Hưng, xã Phú Cường và phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên và xã Hùng An, huyện Kim Động. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa tới việc tuyên truyền vận động người dân ở vùng ngoài đê sớm di rời vào trong đê, kịp thời hỗ trợ các hộ dân về cơ sở vật chất, ổn định cuộc sống. Các hộ dân không được chủ quan, cố thủ ở lại khi nước lũ lên cao. Lực lượng chức năng cần nghiêm túc tuần tra trực gác nước và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, sẵn sàng ứng cứu người, tài sản cũng như an toàn của tuyến đê bối. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà của tỉnh cho 45 hộ dân ở phường Lam Sơn và xã Tân Hưng vừa di rời ở ngoài đê từ đêm qua và sáng nay. Trong tối và đêm nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống lũ tại huyện Khoái Châu và Văn Giang. Thông tin về hoạt động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ được chúng tôi phản ánh trong bản tin sau. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đi kiểm tra tình hình ứng phó với ngập lụt tại khu vực phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, trạm bơm Triều Dương, huyện Tiên Lữ. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương.
đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trạng mực nước sông Hồng tại khu vực cầu Yên Lệnh thuộc địa bàn phường Lam Sơn, kiểm tra hiện trạng mực nước tại khu vực trạm bơm Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, thăm hỏi, động viên nhân dân thuộc khu vực di dân xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ và khu vực chống tràn thuộc đê bối thôn Sĩ Quý, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, với lượng nước từ thượng nguồn đổ về do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và sự điều tiết xả lũ ở các hồ thủy điện lớn, tình hình mực nước sông Hồng, sông Luộc qua địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp và khó lường. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, ngành chức năng, đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng nhân lực, vật lực xử lý nhanh các tình huống sự cố khi có ngập lụt, tiếp tục di dời người dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của nhân dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi sát mực nước sông, phát lệnh báo động kịp thời. Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng quân đội, công an hỗ trợ những người dân, trước hết là đầu tiên là người già yếu, từ cái vùng nguy hiểm đến vùng an toàn, và toàn bộ những người dân di dời đấy thì vào các nơi, các trường tiểu học, các trường mầm non. Khi mà người dân di dời ra chỗ khác thì không ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe và nhập của nhân dân. Hiện nay tất cả các kịch bản này thì chúng tôi đã xây dựng theo kế hoạch rồi. Cái việc đầu tiên là bảo vệ các cái vị trí các sung yếu, nếu như phát hiện các sung yếu thì đều có cách và đảm bảo để sửa chữa, để khắc phục, để chuẩn bị nguyên vật liệu, là máy móc thiết bị, nếu có hiện tượng là vỡ đê thì có biện pháp là ứng cứu ngay. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến người dân khu vực di dân thuộc địa bàn xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ và động viên cán bộ chiến sĩ và người dân thôn Sĩ Quý, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Thưa quý vị và các bạn, nước sông Hồng và sông Luộc liên tục lên cao. Chiều nay, nước sông Hồng vượt báo động 3, sông Luộc vượt báo động 2. Từ 19 giờ hôm qua đến 13 giờ chiều nay, lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh là 274mm. Trong hệ thống sông Nội Đồng đều đã đầy nước, không quản ngại thời gian. Đêm ngày các địa phương, các lực lượng quân đội, công an, tổ chức, đoàn thể và nhân dân đang căng sức để di dời người dân và tài sản ở khu vực nguy hiểm, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống đê điều. Đến 16 giờ, tại địa phận thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, mực nước sông Hồng đã tràn vào sâu khu dân ngoài vùng bãi. Huyện Khoái Châu huy động toàn bộ lực lượng xung kích và phương tiện hỗ trợ di dời 170 hộ trên 960 nhân khẩu vào nơi an toàn. Trước mắt đưa người già và trẻ em vào khu vực nhà văn hóa xã, điểm tập trung sơ tán dân. Các lực lượng đã di chuyển được 30 hộ, còn các hộ khác đã tự di chuyển, trú tạm vào gia đình người thân trong khu vực an toàn. Hiện nay là quân đội tỉnh đã cho 50 chiến sĩ quân đội, 10 công an tỉnh cùng với cả hệ thống chính trị và xã Bình Minh thành lập 5 tổ đi để vận động tới khu dân cư số 7 của thôn Đa Hòa, xã Bình Minh để vận chuyển di dân. Hiện nay tài sản của bà con đã trói lên tầng 2, khoảng trên 600 nhân khẩu. Thì chúng tôi đã tổ chức thành lập các cái tổ vận động, trước mắt người già và trẻ em là vận động vào hội trường ủy ban nhân xã. Và đối với huyện cũng chuẩn bị lời lương thực và thực phẩm để cung cấp cho bà con. Hiện tất cả các lực lượng đang trực chiến sẵn sàng ứng cứu cho dân vùng ngoài bối như Đại Tập, Tân Châu, Đông Ninh, Chí Tân, Tứ Dân. Phương án phân vùng, các điểm sơ tán dân khi cần phải di rời đã được lên kế hoạch và chủ động khi có lệnh. Dạ vâng, tiếp tục cập nhật tình hình mưa lũ tại huyện Kim Động. Ngay trong đêm hôm qua và đến sáng nay thì tại khu vực cống Thái Hòa, xã Đức Hợp, huyện Kim Động thì đã xuất hiện một điểm sung yếu tại cửa cống dẫn đến mạch đun, mạch suối thẩm thấu vào khu vực sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Thì ngay lập tức địa phương cũng đã huy động nhân lực khoảng hơn 100 người thực hiện xử lý hoành triệt cửa cống để ngăn thẩm thấu, ngăn nước tràn vào trong khu vực sản xuất nông nghiệp của bà con. Và theo quan sát của chúng tôi thì ngay từ sáng sớm đến bây giờ thì mực nước sông ở khu vực cống Thái Hòa đã tăng lên từ 25 đến 30 phân thì đã gần sát đến mặt đường. Hiện tại thì huyện Kim Động vẫn đang tiếp tục theo dõi mực nước, lượng mưa để thực hiện các cái phương án đã bố trí ạ. Các địa phương trong huyện Kim Động đang triển khai theo phương châm là 4 tại chỗ. Những nơi mà trọng điểm khó khăn thì sẽ báo cáo tỉnh để có sự hỗ trợ về phương tiện cũng như con người. Đến điểm này thì trong úng Nội Đồng thì cũng các cái nơi trọng yếu thì các địa phương cơ bản hoàn triệt. Tuy nhiên nếu như mà
do lượng mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ nhiều điểm sẽ bị phải nái nước để đảm bảo an toàn cho tài sản cũng như tính mạng của người dân. Còn đối với các xã Gia Đê, đặc biệt là Đức Hợp, Hùng An, Vũ Thịnh, Mai Động cũng đã có các cái phương án sẵn sàng phòng chống lũ, đặc biệt là triển khai vấn đề di rời đối với những điểm dân cư cũng như cái khu mà có nguy cơ cao. Tính đến sáng ngày 11 tháng 9, huyện Kim Động đã vận động di rời hơn 120 hộ dân có nguy cơ bị ngập lụt bởi mưa lũ đến nơi an toàn. Trong đó có khoảng 100 hộ dân thôn đảo Vân Nghệ thực hiện di rời nội bộ thôn đến những hộ gia đình liền kề có nhà kiên cố cao tầng, 2 hộ dân nằm ngoài bối ở thôn Hạnh Lâm và Nho Lâm, xã Mai Động và khoảng 15 hộ dân thôn Đức Hòa, xã Đức Hợp. Đây là những khu vực đã bị ngập úng vào đến khu dân cư của huyện Kim Động. Hiện các địa phương vẫn tiếp tục vận động tuyên truyền người dân thực hiện di rời trước nguy cơ nước sông tiếp tục dâng cao. Từ 7 giờ tối hôm qua là chúng tôi tất cả các ban ngành đoàn thể là đã di rời. Có những hộ mà neo đơn thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ là chuyển đồ đạc lên, bắc bục lên cao để cho họ yên tâm. Còn bắt đầu từ 12 giờ đêm là cứ một tiếng chúng tôi sẽ kiểm tra một lần, và cái lúc mực nước lên cao nhất là hơn 12 giờ đêm là chúng tôi là huy động toàn bộ lực lượng quay lại nhà dân một lần nữa, và huy động là những nhà nào mà có nguy cơ thì nguy hiểm nhất thì sẽ phải yêu cầu người ta là di rời. Đến chiều ngày 11 tháng 9, các tuyến đê bối của huyện Kim Động vẫn an toàn. Huyện tiếp tục huy động lực lượng xử lý các điểm xung yếu bằng đất, cát, tảng đá để ngăn tràn nước, vỡ bối vào diện tích canh tác, cây trồng của bà con. Đây là hình ảnh được ghi lại tại thôn Thụy Dương, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ lúc 11 giờ trưa ngày 11 tháng 9. Đây cũng là những đàn gia súc, gia cầm cuối cùng được người dân di chuyển ra khỏi vùng ngập do nước lũ trên sông Luộc gây ra. Tôi năm nay tôi 84 tuổi, nhưng mà tôi thấy cũng là cả nhờ Đảng và Nhà nước quan tâm đến tài sản của dân, thì tôi thấy là rất phấn khởi. Đến thời điểm này, huyện Tiên Lữ đã di chuyển được 107 hộ dân với hơn 180 người già, trẻ em đến nơi an toàn. Tại xã Thụy Lôi, ngay trong đêm 10 tháng 9, các lực lượng vũ trang như Trung đoàn Bộ binh 126, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Tiên Lữ với hàng trăm cán bộ chiến sĩ xuống giúp dân di chuyển đồ đạc và đưa người già ra khỏi vùng ngập nước. Với phương châm 4 tại chỗ, cũng ngay đêm qua thì trong thường trực chúng tôi có hội ý và quyết định là mua sắm một số các tài sản vật dụng để hỗ trợ cho người dân, đó như là chăn chiếu, là nước uống và đặc biệt là thuốc thiết yếu để phục vụ cho người dân. Huyện Phù Cừ đã triển khai di dời các hộ dân ngoài bãi tới nơi an toàn và đẩy mạnh công tác chống tràn tại các tuyến đê bối. Đây là những cụ già đầu tiên tại thôn Hạ Đồng, xã Nguyên Hòa được chuyển tới nhà văn hóa thôn để tránh ngập lụt. Đa phần trong số các cụ toàn ở một mình. Hôm nay là chúng tôi ở ngoài bãi mà nước lụt thì rất nhanh, mà gần tràn đê rồi. Cán bộ cấp trên để đưa chúng tôi lên những chỗ an toàn thì chúng tôi rất là cảm ơn. Từ đêm 10 tháng 9 tới nay, huyện Phù Cừ đã tập trung triển khai chống tràn lũ tại các tuyến đê bối La Tiến, Sĩ Quý, Hạ Đồng, xã Nguyên Hòa. Đã có khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã tích cực đóng khoảng 5.000 bao cát để chống tràn. Hiện hai xã Tống Chân, Nguyên Hòa đã đẩy nhanh công tác di rời hộ dân tại vùng có nguy cơ ngập lụt cao, chủ yếu là người già đơn thân và trẻ em. Trước mắt, các hộ di rời sẽ ở tạm nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa xã. Chúng tôi đã đến động viên cho các hộ gia đình ở trong cái vùng trũng có thể xảy ra tràn bối, đã tập trung tại nhà văn hóa và lực lượng công an quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng xe để đưa đến nhà văn hóa rồi đến các cái trường mà chúng tôi đã lên kế hoạch. Sáng sớm ngày 11 tháng 9, tại các xã trồng hoa cây cảnh ngoài bãi của huyện Văn Giang, không khí khẩn trương và tất bật bao trùm khắp nơi. Bà con nông dân cùng sự giúp đỡ của các lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương đang dồn sức vận chuyển cây hoa, cây cảnh lên vùng đất cao hơn nhằm cứu vớt những cây trồng bị ngập nước. Tôi trồng 250 với cái số lượng cây trà và các cái thứ cây nó vào khoảng 4.000 cây, chúng tôi di dời được khoảng 30%. Thực ra gia đình nhà trông nom tất cả vào chỗ này, nếu mà nó mà coi là xóa sổ thì quá nguy hiểm. Nước dâng cao tại các xã ven đê ở Văn Giang bắt đầu vào lúc 18 giờ chiều qua. Ngoài nguồn nước ở thượng lưu đổ về thì tại các khu vực bờ vùng ngăn cách giữa xã Thắng Lợi và Liên Nghĩa, giáp trạm bơm Liên Nghĩa, mặc dù đã được gia cố, đắp đất và bao tải cát chống tràn nhưng đã bị vỡ làm cho nước nhanh chóng xâm nhập.
Mặc dù gia cố chống tràn thường xuyên, nhưng hệ thống kênh tiêu Trung Thủy Nông Sơn Hô ngoài bãi Phụng Công, Xuân Quan cũng không cầm cự được. Nước nhanh chóng dâng cao, khiến nhiều diện tích cây cảnh không kịp di chuyển đã chìm ngập trong nước. Toàn huyện Văn Giang có gần 1.000 hectare diện tích hoa, cây cảnh và cây ăn quả bị ngập úng toàn bộ. Ở đây chúng tôi toàn bộ là quất cảnh và cam, bưởi. Thì hầu như là chung là di chuyển được một số những các cái có thể di chuyển được, còn đâu thì hầu như là không làm gì được. Còn nước nó to quá, nó cũng phát thì có nghĩa là không kịp trở tay. Nhà anh như bây giờ còn mấy trăm cây, anh còn bắt cái giáo lên 2m7 để kê lên. Đến bây giờ là hiện tại là từ giờ đến chiều cũng là coi như xong. Huyện Văn Giang đã huy động toàn bộ chiến sĩ, lực lượng quân đội, công an, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, ban ngành của huyện và lực lượng các xã thị trấn tăng cường ứng cứu cho các xã có đê để kịp thời di dời tài sản, hoa màu của nhân dân khỏi vùng úng lụt. Toàn bộ hệ thống chính trị ở cơ sở xã và thôn đã vào cuộc, nhất là tất cả các điểm từ canh gác đê, rồi chống ngập úng và toàn bộ lực lượng ra quân để hỗ trợ bà con, chủ yếu là lực lượng an ninh quân sự, huy động toàn lực lượng và cả lực lượng giáo viên, công chức, người lao động là tất cả là tập trung để hỗ trợ bà con di chuyển cây cối hoa màu, tránh thiệt hại. Ngoài hai trạm bơm dã chiến tại cống Hạ Đình, Xuân Quan và bến phà Mễ Sở hoạt động hết công suất để chống úng, 6 xã thị trấn ven đê của huyện Văn Giang tập trung bơm nước tiêu úng 24/24 giờ. Chiều ngày 11 tháng 9, huyện đã triển khai di dời dân. Trước mắt là những hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng cao, những người yếu thế tại xã Thắng Lợi, Xuân Quan về nơi an toàn. Trong sáng nay, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ di rời 8 hộ dân với 24 nhân khẩu bị nước ngập sâu thuộc thôn Long Vĩ đến nơi an toàn. Hiện mực nước sông Bắc Hưng Hải tiếp tục dâng cao, nguy cơ nước tràn vào trong khu dân cư là rất lớn. Ứng phó với tình huống có thể xảy ra, một mặt huyện Yên Mỹ chuẩn bị phương án di dời dân ở khu vực nước ngập sâu, mặt khác tiếp tục chỉ đạo các địa phương huy động nhân lực tại chỗ, gia cố, đắp các tuyến đê thuộc xã Trung Hòa, Lý Thường Kiệt, Minh Châu, Thanh Long, Đồng Than, Trung Hưng, Tân Việt. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã huy động gần 500 đồng chí, lực lượng thường trực và trên 3.000 dân quân tự vệ phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai di rời tài sản và vật nuôi đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt. Cùng với đó, sẵn sàng chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng phó, cơ động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, chú trọng bảo vệ an toàn các trọng điểm đê kè, cống, vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, kịp thời xử lý trước mọi tình huống có thể xảy ra. Tổ chức các lực lượng canh trực 24/24 giờ, kịp thời phát hiện, xử lý các mạch đùn, mạch sủi, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức cơ động đến các địa phương có nguy cơ cao, từ đó phối hợp với các địa phương xử lý khi có tình huống xảy ra. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động tối đa nguồn lực, vật lực, trang bị, phương tiện cùng các lực lượng tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống, quyết tâm không để thiệt hại về tài sản, tính mạng, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Trong buổi chiều nay ngày 11 tháng 9, thành phố Hưng Yên đã huy động các lực lượng, đặc biệt là công an, quân đội về hỗ trợ người dân hai xã Phú Hùng Cường di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đã có khoảng 5.000 người dân hai xã Phú Cường, Hùng Cường, chủ yếu là người già, trẻ em, người tàn tật, phụ nữ có thai, được các lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển khỏi vùng có nguy cơ úng ngập. Ngoài lực lượng công an, quân đội và các ban ngành của thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã hỗ trợ hàng trăm chiến sĩ và nhiều xuồng để kịp thời di dời người dân. Thành phố bố trí nơi tránh trú cho bà con tại các trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, Cao đẳng Cộng đồng và Trường Đại học Chu Văn An. Như vậy, hiện toàn thành phố đã thực hiện di dời trên 5.200 người dân ở các phường xã gồm Phú Cường, Hùng Cường, Lam Sơn, Tân Hưng, Hiến Nam và Bảo Khê. Mực nước trên các sông qua địa bàn hai xã Việt Hưng và Lương Tài, huyện Văn Lâm dâng cao đã làm ngập lụt nhiều diện tích lúa, hoa màu, trang vườn trại của nhân dân. Cùng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, phối hợp với lực lượng công an huyện, đoàn thanh niên, khẩn trương, tích cực ứng cứu, đắp chặn các đoạn thấp nhất của đê để chống tràn, khơi thông dòng chảy, tuyến kênh tiêu nhằm thoát nước kịp thời khi có mưa lớn xảy ra, giúp đỡ người dân thu hoạch hoa màu, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được hôm nay,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng một cửa xả đáy còn lại Hồ Thủy điện Hòa Bình. Theo đó, Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy còn lại Hồ Thủy điện Hòa Bình vào hồi 9 giờ ngày 11 tháng 9. Với việc đóng tất cả các cửa xả của Thủy điện Hòa Bình thì sẽ hạn chế mực nước sông Hồng lên cao, gây ảnh hưởng đến hệ thống đê điều. Hiện nay, trên các trang mạng xã hội, thông tin không chính xác về tình hình lũ lụt và đê điều của tỉnh Hưng Yên gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Trên thực tế, với sự chỉ đạo sát sao tích cực của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng các địa phương, các ban ngành, lực lượng quân đội, công an, các đoàn thể và sự phối hợp của nhân dân, cơ bản tình hình lũ lụt vẫn được kiểm soát. Các phương án, kế hoạch trong phòng chống lũ lụt đã được xây dựng chi tiết cụ thể sát với tình hình thực tế. Vì vậy, người dân không nên hoang mang và cần thực hiện theo chỉ đạo hướng dẫn của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, cũng như theo dõi thông tin chính thống. Do ảnh hưởng của mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đã cho khoảng 340.000 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Học sinh toàn tỉnh sẽ được nghỉ học chiều ngày 11 tháng 9 và ngày 12 tháng 9. Sau đó, tùy tình hình diễn biến mưa lũ, các nhà trường chủ động báo cáo lãnh đạo quản lý để quyết định cho học sinh đi học hay tiếp tục nghỉ. Các nhà trường chủ động phân công trực phòng chống lụt bão để kịp thời có phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra do hậu quả của mưa bão, lũ lụt, tuyên truyền, vận động học sinh, phụ huynh và nhân dân thuộc các vùng sơ tán, khẩn trương sơ tán theo chỉ đạo của các cấp. Đồng thời, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi được trưng dụng. Trước đó, từ sáng ngày 11 tháng 9 đã có khoảng 15 trường thuộc vùng lũ ở các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cử và thành phố Hưng Yên đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường rà soát, điều chỉnh kế hoạch dạy học, phân công giảng dạy, đảm bảo theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025, giúp đỡ những học sinh phải nghỉ học do lũ theo kịp chương trình. Hiện nay mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân ở nhiều địa phương. Đây cũng là thời điểm có nguy cơ bùng phát nhiều loại dịch bệnh mùa mưa lũ như sốt xuất huyết, sốt rét, các bệnh đường tiêu hóa như tả lị thương hàn, tiêu chảy, bệnh nước ăn chân, cảm cúm, đau mắt đỏ, đe dọa sức khỏe cộng đồng. Để chủ động phòng tránh các dịch bệnh mùa mưa lũ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình hình ngập lụt, chủ động cấp hóa chất, xử lý nước, môi trường, hướng dẫn cán bộ y tế và người dân triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường tại các khu vực bị ngập lụt. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, ăn thức ăn nấu chín và nước đun sôi. Vệ sinh cá nhân hàng ngày, rửa chân sạch và lau khô các kẽ ngón chân sau khi tiếp xúc với nước lũ, nước bị nhiễm bẩn. Thực hiện nguyên tắc nước rút đến đâu, làm vệ sinh đến đấy. Thu gom, xử lý và chôn xác súc vật theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế gần nhất. Trong nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của thời tiết biến động kéo dài, hôm nay, một số mặt hàng như mì tôm, bánh mì tại một số cửa hàng tạp hóa đang khan hiếm. Các loại rau xanh tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên tăng so với trước đó. Theo chia sẻ tại một số cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố Hưng Yên, lượng người dân đi mua sắm đồ thực phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, nước khoáng, bánh mì trong khoảng 2 ngày gần đây đã tăng gấp nhiều lần so với thông thường. Giá cả các mặt hàng cơ bản ổn định, không có sự thay đổi nhiều về giá, nhưng do người dân mua hàng để ủng hộ những vùng ảnh hưởng do lũ lụt, nên các mặt hàng như mì tôm, bánh mì đang khan hiếm. Bên cạnh đó, do mưa lũ kéo dài, nên mức giá của các loại thực phẩm rau xanh tăng so với trước. Cụ thể, như bí xanh 27.000 đồng 1 kg tăng 8.000 đồng, rau muống 8.000 đồng một mớ tăng 5.000 đồng, bắp cải 22.000 đồng 1 kg tăng 8.000 đồng, khoai tây 20.000 đồng 1 kg tăng 7.000 đồng so với ngày trước lũ. Giá các loại hải sản, thịt vẫn giữ ở mức giá ổn định. Chiều qua tại trụ sở tỉnh ủy đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc chỉ định Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và trao quyết định. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phạm Văn Khuê, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy.
Tại hội nghị, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phạm Văn Khuê đã công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc chỉ định 9 đồng chí tham gia đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Đảng đoàn xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cụ thể hóa chủ trương, quy định của Đảng và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, pháp luật của nhà nước thành các chương trình, kế hoạch thực hiện của cơ quan. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.